Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì ngày hôm nay thời tiết thì nó cũng đã tạnh mưa rồi, nên là mình lại tiếp tục đi vào trong rừng. Tại thì đi đến đây thì khá là mệt, thì mình cũng vừa ngồi nghỉ một chút rồi, nhưng mà nó vẫn cứ mệt mọi người. Mồ hôi thì nó vẫn cứ đổ ra liên tục. Ngày hôm nay thì mình đi một chặng một nẻo để đến nơi luôn, không ở bên khu vực bên dưới nữa, vì mình sợ là trong quá trình mình di chuyển đi lên ấy, không may lại gặp mưa ngang đường thì mình lại quay xuống, đâm ra là nó thành mất công. Sau một thời gian ngồi nghỉ thì mình lại tiếp tục đi tìm tiếp. Thì vừa đi đến đây thì mình phát hiện ở cái khu vực này có một cái xác chết. Hiện tại thì cái xác chết này bây giờ thì chỉ còn độc xương không thôi. Theo như mình để ý đây là chắc là có một con động vật. Theo mình đoán không nhầm thì đây là có khả năng là một xác của một con thì cái xác này khá là to, và mình nhìn thấy ở trên chiếc đầu kia là còn có cả sừng nữa, thì 100% là xác này là của những con rơi núi, là chết ở đây. Những cái chân khá là dài luôn, chân dài đến đây, đầu kia. Theo mình đoán thì nếu mà lúc sống thì con này cũng khá là to đấy, chắc phải 40-50 cân. Cái đầu có sừng dài như này thì chắc chắn là đây được. Những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái chết của những chú rê núi này thì nó cũng rất là nhiều. Một là do bị con động vật khác tấn công, ví dụ như là kỳ đà này, rồi là chăn này. Còn cái việc mà bị ngã hoặc là bị ốm bệnh tật gì đấy thì nó cũng không ngoại trừ cả lăng, nhưng mà nó cũng sẽ là một phần ít. Mà chết mà ở trong những cái khu vực mà hang hố như thế này thì mình theo suy đoán của mình thì có khả năng là kỳ đà hoặc chăn, vì nó tấn công xong bắt đầu là nó kéo về hang. Nếu mà kéo về hang được ấy thì một là do có khả năng là kỳ đà đấy, giống kỳ đà đấy thì nó ăn cái động vật ăn xác chết mà nó tha về gần hang này, rồi là nó sẽ để con động vật kiểu như là thối rữa dần ra, xong bắt đầu là nó sẽ ăn sau, vì kỳ đà là động vật ăn xác chết, ăn xác thối mà. Nên là ở trong rừng này thì nó tiềm tàng rất là nhiều mối nguy hiểm. Cụ này khá là to. Xác này.
củ thì nó nằm ở trong hốc đá thì nó cũng khá là khó lấy mọi người. Cây này là cây bình vôi, củ này gọi là củ bình vôi. Cái củ này thì nó trị cho những căn bệnh là mất ngủ trên biên này khá là tốt. Mình sẽ lấy đồ ra mình đào cái củ này. Trước là mình thấy nó có hai củ cơ, nhưng mà củ này nó đã bị kiểu như là để lâu là nó đã bị thối mất rồi đấy mọi người. Nó bị thối mất một củ này, rất là đáng tiếc đấy. Đợt trước mà mình biết đây thì mình sẽ lấy từ đợt trước ấy, thì nó sẽ không có bị thối như thế này. Nhưng mà ngày hôm nay thì quay trở lại thì còn mỗi củ thôi, mà không biết là củ này có thể lấy không. Mình thấy nó cũng cựa rồi này. Cuối cùng cũng lên mọi người. Còn duy nhất độc một củ thôi. Duy nhất một củ. Cây này là cây cực kỳ là quý mọi người. Cây này thì nó chữa bệnh mất ngủ cực kỳ là hiệu nghiệm luôn. Ngày hôm nay không may mắn thì mình lên đây thì một củ thì nó đã bị thối mất rồi. Đấy, còn duy nhất được còn một củ to này. Đấy, củ này thì nó cũng to nhưng mà do thời gian mình lâu quá đấy, mình không lên để mình lấy nó. Nên là nó đã bị thối mất. Thối hết như thế này rồi. Đây, một củ rất là to. Củ rất là to nhưng mà nó bị thối mất. Đấy. Nhưng mà trong cái rủi thì có cái may thì mình đi vào đến đây thì cũng không mất công mọi người ạ, không mất công. Vẫn tìm thấy một củ và đào được một củ nguyên vẹn này. Đào được một củ nguyên vẹn. Củ này được khoảng 3 cân. Củ này được 3 cân. Ở khu vực này thì cũng rất là nhiều cái ốc đá này mọi người này. Nhiều cái ốc đá này. Vừa mình đập mình lật hòn đá này lên thì nhặt được 5 con này. Đấy. Ốc này ăn cực kỳ ngon luôn. Hôm nọ mình gặp trời mưa mà mình đi xuống thì mình cũng bắt được một mớ này. Ăn cực kỳ ngon luôn. Ăn cái mùi vị ở bên trong con ốc ấy thì nó có những cái mùi vị kiểu như là thuộc dạng như là thuốc bắc ấy. Kiểu như là vị thuốc của lá cây đấy. Đấy. Hiện tại thì bây giờ thì trời đất mình cũng thấy nó có tiếng sấm ấy. Tiếng sấm khá là nhiều mà ngoài thì mình cũng thấy nó khá là đen. Ủ rời rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho cái củ này vào túi. Cho cái củ này vào túi xong bắt đầu là mình đi nuôi ra mạn ngoài mình xem trời đất như thế nào. Nếu mà trời đất mà mình cảm thấy nó sâu quá đấy thì mình lại bắt buộc mình lại đi xuống thôi. Thì vào đến đây thì mình cũng đào được một củ này rồi thì nó cũng là một cái thành quả khá là tốt. Vì cái thời điểm vừa qua thì Đức Dũng cũng mất ngủ khá là nhiều nên là quyết định quay trở lại đây để đào cái củ này về để mình thái ra mình phơi mình làm thuốc để mình uống ấy. Đấy. Mình cũng đã dùng thử của người ta rồi. Mình thấy cực kỳ hiệu nghiệm nên là mình quyết định là mình đi tự tay mình lấy về mình làm để mình dùng. Đấy. Ở cái chỗ này nó đã có như thế này thì chắc chắn là khu vực này thì nó cũng sẽ có thôi. Nhưng mà bây giờ mình vừa đi mà mình lại vừa tìm tiếp. Nếu mà tìm tiếp thì mình lại còn lấy. Nếu mà trời đất mà nó cảm thấy mà nó không đến nỗi lắm thì mình có khả năng là mình sẽ tìm một chỗ nào đấy ở trong rừng này, mình sẽ nghỉ lại ở trong rừng này thì ngày mai mình sẽ lại tiếp tục đi hành trình đi tìm kiếm tiếp
Còn bây giờ thì phải ra xem trời đất như thế nào đã.